17. Nửa tháng trước đạt hạng xuất sắc, hôm qua không đạt, có phải ngày kia sẽ được điểm không không? Chỉ như vậy cũng có thể lên kiến trường à? Yên tâm đi, bọn em nhất định sẽ chăm chỉ huấn luyện. Khi tôi làm đoàn trưởng, chưa bao giờ xảy ra chuyện thất bại như vậy. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu như còn tiếp tục nữa, đại đội trưởng đại đội 2 và mấy người các cậu chuẩn bị cởi quân trang, cuốn gói đi về. Mấy hôm nay, mấy người họ cứ như chuột thấy mèo, thấy tôi là trốn. Có chuyện gì vậy? Đi, gọi tiểu đội trưởng đến hỏi thử xem. Dân. Tiểu đội trưởng, phó lữ trưởng gọi anh. Tôi không qua đâu, tôi vẫn chưa làm xong việc. Phó lữ trưởng đã đến, sao lại không qua? Chút nữa rồi qua. Còn có chuyện như vậy à? Chào thủ trưởng. Cậu nói rõ đầu đuôi câu chuyện xem nào. Báo cáo. Chuyện là hôm ấy, khi cuộc khảo hạch vừa bắt đầu, lữ đoàn trưởng có đưa mấy người đến tiểu đội của chúng em. Dung sinh, sao anh lại chạy tới chỗ này? Có chuyện gì thì nói trong phòng làm việc. Chỗ này ít người, yên tĩnh, tiện nói chuyện. Được rồi, nói đi, có chuyện gì? Tôi không muốn làm nữa. Anh không muốn làm nữa à? Tại sao? Chính quỷ, tôi còn là phó lữ trưởng nữa không? Đương nhiên, anh là phó lữ trưởng, không ai có thể trách chức anh. Nhưng đại đội 2 làm giả thành tích, sao lại giấu tôi chứ? Sao có thể làm giả được? Không phải chứ? Chính quỷ, anh không biết hay là giả vờ không biết? Tôi thật sự không biết. Anh nói tôi nghe xem. Gần đây tôi phát hiện thành tích bắn đạn thật vào bia của đại đội 2 giảm sút. Tôi hỏi ai cũng không chịu trả lời. Tôi đến đại đội kiểm tra, phát hiện lính ở tiểu đội 4, đại đội 2 tránh né khi thấy tôi. Tôi hỏi mới biết, lần trước quân đội khảo hạch bắn mục tiêu trên biển, thành tích của đại đội 2 không chân thực. Không phải chứ? 8 phát trúng bia. Khi ấy chúng ta đều ở hiện trường. Tôi cũng xem cả video ghi hình. Sao có thể là giả? Nhưng đó không phải là lính của đại đội 2 chúng ta bắn. Đó là mấy cựu binh đã xuất ngũ, được mời về bắn. Sao có thể chứ? Sao lại không thể? Chính quỷ, phát đầu bắn trúng mục tiêu là cựu binh Dương Kim Mãn lái xe bắn đấy. Sao có thể chứ? Không phải vậy, sau một ngày cựu binh đã về nhà rồi sao? Chưa đi hết, nửa đường lại bảo lữ đoàn trưởng phái người đón về, bảo là đã đến rồi thì giúp đến cùng, lại kéo và xuất phát, mặc quân trang lên xe. Chính quỷ, hai chúng ta đều hiểu cựu binh, họ quay lại bắn bia, ai mà không muốn chơi thỏa thích chứ? Ai nấy đều lái vững, bắn chuẩn, bắn mạnh. Đương nhiên là thành tích tốt. Phải. Lúc ấy tôi cũng có nghi ngờ. Tân binh của đại đội 2 được cựu binh huấn luyện một ngày, đã bắn được thành tích tốt như vậy, đúng là kỳ tích. Sau đó tổ khảo hạch của quân đội khẳng định thành tích của đại đội 2. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi còn nghĩ đại đội 2 cứ tiếp tục tập luyện như vậy, chắc chắn sẽ đứng đầu cả lữ đoàn. Đứng đầu, mất mặt cực kỳ. Bài bắn đạn vào bia hôm qua giống hệt bài thi khảo hạch quân đội lần trước. Kết quả thì bắn không đạt. Tôi mới có thể phát hiện cách làm này không được. Tôi còn hỏi Đinh Khải, sao thành tích của đại đội 2 lại không ổn định, cứ như xe qua núi như vậy. Anh đoán xem, anh ta trả lời làm sao? Làm sao? Anh ta nói đây là vấn đề cảm xúc. Tôi nghĩ chắc chắn Đinh Khải biết nội tình. Lữ đoàn trưởng dẫn đầu làm chuyện mất mặt như vậy, tham mưu trưởng biết chuyện không nói, chính quỷ như anh bị qua mặt, phó lữ trưởng huấn luyện theo phân công như tôi, như một tên ngốc chỉ biết trách móc cán bộ cấp dưới. Anh nói xem còn có thể làm nữa không? Chính quỷ, anh đừng khuyên tôi đi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Dung sinh, chuyện này anh đừng nóng, tôi sẽ tìm hiểu kỹ, dành thời gian tìm lữ trưởng nói chuyện. Chính quỷ,
Nguyên nhân thật sự khiến lão Hồng rời đi, tôi hiểu rất rõ. Đừng nói lời nóng giận. Nền tảng của đại đội 2 không tệ, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tính tích cực trong luyện binh của đại đội 2. Anh xem như vậy có được không? Khoan hãy làm lớn chuyện, chỉ giới hạn trong đại đội 2 biết. Tôi tin rằng chắc chắn đại đội 2 sẽ luyện ra thành tích tốt hơn. Chính quỷ, anh nói như vậy tôi đã nghĩ thông. Tốt, ngày mai tôi sẽ đến đại đội 2 đôn đốc một tháng. Tôi nhất định phải khiến đại đội 2 bắn ra bản lĩnh thật, bắn ra cấp độ thật. Được. Nhưng mà bên phía lữ đoàn, anh hãy nói chuyện với anh ta. Sao tôi thấy anh ta cứ làm sao ấy? Bộ phận cán bộ cấp trên đang khảo sát lữ đoàn trưởng. Có phải muốn đề bạc không? Trước khi mệnh lệnh được đưa xuống đều không thể tính. Đương nhiên, có không gian tiến bộ là chuyện tốt. Đúng. Có chuyện gì mà phải hẹn tôi ra đây nói chuyện? Cô xem, đã có chỉ tiêu tuyển quân mới. Chuyện này tôi còn tưởng là chuyện to tát gì. Sau này chúng ta báo lên, điều mấy người cốt cán từ bộ đội giải chiến khác qua đây. Về nguyên tắc thì tham mưu trưởng đã đồng ý. Được. Vậy thì tiến hành cùng lúc thôi. Tôi đã nhắc đến chuyện của Hồng Nghị. Tham mưu trưởng nói là không sao, nhưng mà phải hỏi ý của Hồng Nghị trước. Lựa chọn từ hai phía. Dù sao Hồng Nghị cũng là cốt cán của lữ đoàn 909. Lữ đoàn và quân đội đều phải đồng ý. Vậy nên tôi muốn... Anh muốn nhờ tôi đi thuyết phục bà. Không sai, chuyện này phải làm phiền cô. Nếu lữ đoàn đồng ý thì chúng ta mượn tạm. Anh lừa tôi tới, rồi lại bảo tôi đi lừa người khác. Cô nói thẳng thắn quá. Cô phải tìm Hồng Nghị nói chuyện riêng. Tôi đi tới chỗ chính quỷ Từ Hiểu Thôn, tìm hiểu tình hình của Hồng Nghị trước. Vậy cũng được. Không hổ là chính quỷ, nghĩ chu đáo hơn tôi. Mỗi chiêu thức của cô đều đáng để tôi học hỏi. Anh bớt nói vài câu đi, nịnh tôi cũng vô dụng. Vậy tôi nhờ hết vào cô, chờ tin tốt của cô. Đây là diện thiết kế vừa đưa đến, là bản thứ ba. Anh thấy sao hả? Tôi thấy... Thôi lữ đoàn trưởng quyết định đi. Anh đấy, nói câu khó nghe thì có hơi vô dụng. Anh là tham mưu trưởng, chỉ có thể làm thì cứ làm chủ. Không phải được rồi sao? Sao cứ phải chờ tôi? Anh quyết, tôi đồng ý là được. Rồi báo lên chính quỷ. Không phải mọi chuyện là xong rồi à? Chỉ cần không dự dự toán là được. Không dự, còn tiết kiệm hơn 2.400.000. Còn tiết kiệm 2.400.000. Tôi ép họ. Tôi nói, thông qua thẩm tra khảo hạch, bộ phận thẩm toán cho rằng có thể tiết kiệm ít nhất 2.400.000. Các anh làm được thì làm, không làm được thì chúng tôi tìm công ty khác. Họ vừa nghe tôi nói như vậy, không thể không nhượng bộ. Tôi nghĩ 2.400.000 tiết kiệm được, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Đổi mới đường dây mạng tổng của trung tâm chỉ huy. Với cả cái gì? Đặt điều hòa trung ương ở chỗ của các chiến sĩ. Được. Chỉ cần có thể cải thiện, không dự tiêu chuẩn, đều được. Không phải rất có năng lực à? Là ở bên lữ đoàn trưởng nhiều năm mới học hỏi được. Anh xem, sau khi cải tạo khu doanh trại phía đông, có thể ra thêm 110 mẫu đất xanh. Khu doanh trại phía tây, cải tạo 3 tòa nhà ở của cán bộ và sĩ quan, thiết kế lại cổng luôn, tăng diện tích 2 bãi xe. Sau này xe địa phương, xe đạp công cộng sẽ có chỗ đậu ngoài cổng doanh trại. Xe đạp công cộng. Nghĩ chu đáo đấy. Đây là tư tưởng xây dựng phát triển. Sau này bộ đội 3 đến 5 năm đổi nơi canh phòng một lần. Hôm nay chúng ta xây dựng cải tạo là suy nghĩ cho bộ đội sau này đổi nơi canh phòng đến đây. Rất tốt. Anh không xem nữa à?
Tôi đồng ý rồi. Được. Lão Chữ, chính quỷ, sao anh lại tới? Đinh Khải, đưa bản đồ cho chính quỷ xem, rồi nói. Vậy hai người nói chuyện, tôi đi trước. Chính quỷ, bản quy hoạch doanh trại mới, đổi ba bản mới đưa tới. Đinh Khải này vừa ra tay, tiết kiệm 2.400.000. Được, lát nữa tôi xem. Lão Chữ à, tôi hỏi anh chuyện này. Chuyện gì? Lần trước tập đoàn quân đến khảo hạch bắn mục tiêu trên biển, đại đội 2 đạt thành tích bắn 10 phát trúng 8 phát, là chân thực à? Chân thực. Là lính đại đội 2 bắn sao? Đại đội 2? Đại đội 2 làm sao có trình độ đó chứ? Là cứu binh về làm huấn luyện viên bắn. Sao hả? Được chứ. Sao anh lại làm vậy? Sao vậy? Cái vẻ kinh ngạc này có phải lại nghe thấy lời đồn đại gì không? Anh cảm thấy làm vậy có đúng không? Làm vậy có gì không đúng? Cựu binh cũng là binh mà. Hơn nữa, đây chỉ là kiểm tra định kỳ trong quân đội, đâu phải xét cấp bậc. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, không làm mất cờ đỏ, đơn vị huấn luyện tiên tiến của lữ đoàn chúng ta là được. Nhưng mà anh có biết không, thành tích bắn vào bia của đại đội 2 lần này không đạt. Chuyện này à? Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự tính. Anh yên tâm, đại đội 2 sẽ nhanh chóng theo kịp. Thật ra đại đội 2 ai cũng hiểu rằng tôi đang để quan binh đại đội 2 xem thành tích của cựu binh được huấn luyện ra như thế nào, có phải không? Người ta có thể bắn được thành tích như vậy là tấm gương của các cậu. Nếu cho các cậu thêm nửa năm còn không bắn được thành tích giống như Dương Kim Mãn thì không còn mặt mũi làm bộ đội nữa. Lão Chữ à, anh đang làm giả thành tích, là lừa lãnh đạo cấp trên. Anh làm như vậy là sai rồi. Chính quỷ của tôi ơi, anh trở nên sốt sắng như vậy từ bao giờ? Thật ra thì tính chất của sự việc không nghiêm trọng giống như anh nghĩ. Tôi biết thành tích khảo hạch lần này không thực tế cho lắm, nhưng mà đâu phải một lần thi quyết định cả đời. Sau này vẫn còn rất nhiều cuộc khảo hạch. Đại đội 2 chỉ cần làm được trong cuộc khảo hạch sau, không phải là điều tòa. Được rồi, đồng chí chính quỷ của tôi. Nào nào nào, ngồi đi. Xem bản quy hoạch đi. Xem tương lai lữ đoàn 909 của các anh. Các anh? Đúng. Phải. Sau khi tôi đi, lữ đoàn 909 này không phải của các anh à? Anh xem tôi kìa. Tôi nói hơi sớm, có phải không? Nói vậy, chuyện được điều đến làm phó tham mưu trưởng là thật. Thủ trưởng lục quân chiến khu đã tìm tôi nói chuyện. Đương nhiên, mệnh lệnh tuyên bố cuối cùng vẫn chưa đưa xuống. Chính quỷ, nếu vào lúc quan trọng này lữ đoàn 909 chúng ta khảo hạch không đạt, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng. Cũng phải. Cơ hội lần này thật sự rất quan trọng. Đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi nghĩ cũng sẽ không vì một thành tích khảo hạch đơn vị cấp cơ sở mà ảnh hưởng đến sự thăng tiến của anh. Chuyện này là không thể. Không không không. Vào lúc quan trọng như vậy, không thể xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Để người khảo sát không tìm ra bất cứ khuyết điểm gì, không thể bắt bẻ, toàn bộ đều phải thông qua. Lão Chữ, mặt này tôi thật sự không bằng anh. Tôi không nghĩ nhiều giống như anh, cũng không nghĩ chu đáo giống như anh. Nhưng mà cách làm này dù sao cũng không dễ dàng gì. Chính quỷ, quan điểm của tôi và anh đều khác nhau. Dễ dàng hay không không quan trọng. Nếu đây là một cuộc khảo hạch quan trọng, xét cấp bậc toàn quân toàn chiến khu, thì chúng ta một là một, hai là hai. Nhưng mà đây đâu phải. Huống hồ làm như vậy lại có tác dụng khích tướng.
Tôi nghe nói đã có người chịu không nổi rồi bắt đầu lặng lẽ cố gắng rồi. Tác dụng phản kích này, chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Anh xuôi ngược, cái gì cũng có lý. Chính quỷ hiểu thôn. Anh nói xem, hai chúng ta cộng tác đâu phải ngày một ngày hai. Có chuyện nào tôi làm mà không gì muốn tốt cho lữ đoàn đâu chứ? Tôi cảm thấy có rất nhiều chuyện không thể phân rõ thị phi, phải xem hiệu quả. Cựu binh giúp bộ đội cũ có gì không đúng chứ? Những chiến sĩ ưu tú đã rời ngũ, kỹ thuật điêu luyện, không phải đều do lữ đoàn chúng ta bồi dưỡng ra à? Còn nữa, nước chúng ta có nhiều đội bóng như vậy, đâu ai không mời giúp đỡ từ bên ngoài. Fan bóng đá chỉ xem đá bóng vào lưới, cho dù anh lại đá vào chính là thắng lợi, đá vào ít rời cuộc chơi. Lão Chữ à, tôi không tán thành cách nói của anh. Bộ đội và đội bóng là hai chuyện khác nhau. Đội bóng có thể thua, còn bộ đội tuyệt đối không thể bại trận. Chuyện này tôi còn không biết à? Đúng rồi, chính quỷ. Suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng. Nữ chính quỷ của lữ đoàn Sơn Báo ngày mai sẽ đến lữ đoàn của chúng ta. Để làm gì? Không rõ. Như vậy, tiếp chuyện là được rồi. Tôi không ra mặt. Được, mời uống nước. Tôi chỉ có thể nói với cô một tin không tốt. Tin không tốt. Hùng Nghị đã chuyển việc. Chuyển việc rồi à? Báo cáo từ tháng trước, đảng ủy viên đã nghiên cứu thông qua, báo về quân đội rồi. Đại đội trưởng, đại đội đặc chủng lữ đoàn chúng tôi vẫn luôn không có người thích hợp. Nghe nói Hồng Nghị nhiều lần tham gia tập huấn tác chiến đặc chủng quốc tế, thành tích rất tốt. Lần trước anh ấy dẫn đội diễn tập với chúng tôi, dẫn đội ngũ ẩn nấp ngay trước mặt chúng tôi 6 ngày 7 đêm. Chúng tôi cũng không hề hay biết. Lữ đoàn Sơn Báo chúng tôi rất cần nhân tài hiểu tác chiến đặc chủng giống như vậy. Vậy sao lần trước cô với lữ trưởng Hàn lại không nói sớm chứ? Cải cách phải vào chỗ sâu mới biết tính quan trọng của nhân tài. Hồng Nghị đang làm rất tốt, sao lại chuyển việc? Rất khó nói. Cậu ấy có suy nghĩ của riêng mình. Tôi khuyên cậu ấy nhiều lần, nhưng mà cậu ấy đã quyết tâm. Anh ấy chuyển việc đến đơn vị nào? Thủ tục đang được chuẩn bị. Cụ thể chuyển tới đâu thì vẫn chưa rõ. Chưa tìm được chỗ đã từ chức. Ý của anh là Hồng Nghị chưa tìm được đơn vị tiếp nhận đã chủ động xin từ chức? Đúng. Quyết tâm của cậu ấy rất lớn, cũng là quyết định trong mấy tháng này. Nhưng mà có khả năng là đến hệ thống công an làm việc. Mấy năm trước, cục công an đã nhắm tới cậu ấy, mong sau khi chuyển việc, cậu ấy sẽ đến cục công an làm việc. Cũng đã bị cậu ấy từ chối. Cậu ấy chưa muốn giải ngũ. Tôi có thể tìm anh ấy nói chuyện trực tiếp không? Đương nhiên là được. Nhưng mà mấy hôm nay, cậu ấy vẫn luôn tìm việc bên ngoài. Tốt nhất cô hãy tìm người nhà anh ấy nói chuyện. Alo, trưởng quan. Phiền phức rồi. Chuyển việc rồi. Hồng Nghị đã chuyển việc. Khi nào vậy? Tôi nói cô nghe, dù sao thì cũng phải tìm cho bằng được anh ấy, nói chuyện trực tiếp. Tôi vừa ra khỏi nhà của họ, vợ anh ấy nói anh ấy đã đến cục công an làm việc. Không nhanh như vậy chứ? Vợ anh ấy chính miệng nói với tôi, bảo là nghe nói anh ấy muốn chuyển việc. Ngay hôm sau, cục trưởng cục công an đã chạy tới nhà. Ngày sau nữa, đã phái xe tới đón anh ấy. Bây giờ là đại đội trưởng, đại đội đặc cảnh. Không thể nào, không thể nào nhanh như vậy. Anh không biết rồi, bây giờ địa phương giành giật nhân tài rất ghê. Tôi nghe vợ anh ấy nói, một năm sau, họ có thể chuyển đến căn nhà lớn 200m2. Cục công an đã chia cho họ. Hơn nữa, người ta còn hứa chuyển cả vợ anh ấy đến Trình Hải, cho đãi ngộ công nhân viên chức. Hấp dẫn biết bao. Xem ra chuyện của chúng ta không dễ làm đâu. Khoan hãy nóng. Như vậy hay chúng ta thay ca, cô về đây phụ trách tuyển sinh viên, tôi đến Trình Hải xem xét tình hình. Được. Ừ.
Alo, tham mưu trưởng, tôi là Hàn Bằng. Cán bộ lần trước, tôi nói với anh, Hồng Nghị, của lữ đoàn 909, năm nay anh ấy chuyển việc đi rồi à? Đi thế nào? Sao lại đi? Chuyển đến bước nào rồi? Được, tôi xem xét tình hình thêm đã. Mời Lữ trưởng ngồi. Cảm ơn. Mời dùng trà. Lữ trưởng Hàn, đại đội trưởng Hồng đã làm việc ở chỗ chúng tôi được nửa tháng rồi, không phải vẫn chưa làm xong thủ tục à? Chuyện này không ảnh hưởng tới việc cậu ấy làm việc ở chỗ chúng tôi. Hơn nữa, cậu ấy rất thạo nghiệp vụ. Cậu ấy đã sớm là giáo quan được mời về của đội đặc cảnh chúng tôi. Rất nhiều nhân tài đều là học trò của anh ấy. Đúng là quá đáng tiếc. Với các cậu mà nói, có thể là đáng tiếc. Nhưng với chúng tôi đã ôm được nhân vật lớn. Từ khi đại đội trưởng Hồng đến, đã tham gia xử lý mấy vụ án rất khó nhằn. Đại đội trưởng Hồng vừa ra mặt, thật sự khác hẳn. Chủ nhiệm Lý, các anh làm sao mà nhanh như vậy? Chuyện đặc biệt, làm đặc biệt. Đối với nhân tài đặc biệt, bình thường chúng tôi toàn cho vào làm trước. Các thủ tục làm sao? Chỉ cần cậu ấy đồng ý, sớm muộn gì chúng tôi cũng chuyển cậu ấy tới. Vậy tôi có thể gặp Hồng Nghị không? Cậu chờ một chút. Chuyển cho đại đội trưởng Hồng. Ra ngoài rồi à? Ở đâu? Ra ngoài hơn 2 tiếng rồi à? Được, tôi biết rồi. Lữ trưởng Hàn, hôm nay gặp cậu ấy hơi khó. Cậu ấy đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Khi nào về thì vẫn chưa biết. Gấp lắm mà. Rất gấp rút. Nếu không, sao tôi có thể vừa xuống máy bay đã chạy thẳng tới chỗ của anh? Hay là như vậy, hôm nay nếu cậu muốn gặp cậu ấy, tôi sắp xếp đồng chí trong văn phòng đưa cậu tới hiện trường. Nếu cậu ấy rảnh, hai người gặp mặt trước. Anh nói hiện trường phá án à? Tình tiết vụ án tôi không thể tiết lộ. Nhưng mà nếu cậu muốn đi, bây giờ tôi sẽ sắp xếp xe. Thôi bỏ đi. Nếu mà đến hiện trường, tôi sợ sẽ làm anh ấy mất tập trung. Anh chuyển lời giúp tôi. Cứ nói là chiến hữu tốt nhất của anh ấy, Hàn Bằng, đợi anh ấy ở quán cà phê Trình Hải. Bảo anh ấy tan làm, hãy đến tìm tôi. Không gặp không về. Được, tôi nhất định chuyển lời cho anh. Thế nào? Có chắc chắn không? Rất khó. Anh ta và con Tinh cứ ở cạnh nhau, nổ súng có thể sẽ khiến con Tinh bị thương. Cục trưởng, không thể kéo dài nữa. Trên người hai mẹ con đều có vết thương do dao gây ra, cứ chảy máu mãi, kéo dài nữa sẽ rất nguy hiểm. Vừa nãy em đi xem, cách duy nhất là phá cửa xông vào bắn chết. Cậu xem trong đội ai có thể đảm nhận, ai yểm hộ. Để em lên. Tiểu Tần và Tiểu Tôn lên cùng em. Không do dự nữa. Như vậy, em lập tức phái một người nói chuyện ở cửa sổ phía tây, phân tâm sự chú ý của hắn. Một người khác dùng kính chiếu xạ quan sát tình hình, tranh thủ lúc tên cướp lại gần cửa sổ thì nổ súng. Bọn em sẽ phá cửa xông vào. Được, cứ làm theo phương án này. Dừng. Đi. Đứng dậy. Ngoan ngoãn một chút. Đứng im. Cảnh sát bên ngoài, cút hết cho tao. Nếu không, bây giờ tao sẽ bắn chết nó. Mau thả con Tinh ra.
Người bên ngoài nghe đây, mau rút hết người bên ngoài đi, nếu không tao sẽ giết chết con tin ngay bây giờ. Đứng im, mau thả con tin ra, mau rút hết cảnh sát bên ngoài đi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đại đội trưởng Hồng Nghị của đại đội đặc cảnh thuộc Cục Công an thành phố trong hành động giải cứu con tin chiều nay đã bắn chết tên cướp, giải cứu mẹ con bị chặn cướp. Đồng chí Hồng Nghị vừa chuyển từ bộ đội đến hệ thống công an thành phố, thời gian nhậm chức đại đội trưởng chỉ mới 5 ngày. Hồng Nghị từng là đại đội trưởng đại đội đặc chiến giải phóng quân. Lữ trưởng Hàn, đến rồi à? Chào anh, chào anh, mau ngồi đi. Nghe nói anh tới tìm tôi. Phải. Đọc báo chưa? Bây giờ anh đã là danh nhân của Trình Hải. Danh nhân gì chứ? Cảm ơn. Sao anh lại chạy tới Trình Hải vậy? Tìm tôi có việc à? Đương nhiên là có việc. Tôi và chính quỷ đồng ôm đầy hy vọng tới tìm anh. Nhưng mà sau khi đọc xong bài báo này, tôi thấy e là phải thất vọng. Thất vọng gì chứ? Có việc gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc nói, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức. Vậy tôi nói thẳng, anh nói đi. Tôi đến đây là muốn anh gia nhập Lam quân chuyên nghiệp quá của chúng tôi. Anh nói gì? Bảo tôi gia nhập Lữ đoàn Sơn Báo à? Phải. Lục quân chiến khu đã đồng ý cho chúng tôi điều mấy người cốt cán từ bộ đội giả chiến đến lữ đoàn của chúng tôi. Chúng tôi đã đưa tài liệu của anh lên bộ lục quân chiến khu. Chúng tôi vốn định để anh làm đại đội trưởng đại đội đặc chiến của lữ đoàn chúng tôi. Nhưng thẩm tham mưu trưởng, anh ấy đề nghị để anh làm phó lữ trưởng kiêm đại đội trưởng đại đội đặc chiến, tiến vào ban đảng ủy lữ đoàn. Nhưng chúng tôi vừa đến, anh đã trở thành một vị cảnh sát. Tâm trạng bây giờ của tôi là ôm 999 đó qua hồng cầu hôn người yêu, nhưng người yêu đã lấy chồng rồi. Tôi cũng thấy tình hình của anh rồi. Đãi ngộ nơi này dành cho anh đúng là quá tốt. Đây cũng là một bước ngoặt lớn trong đời của anh. Anh chọn cũng rất tốt. Tôi nghĩ thật ra đợi tới ngày tôi đổi nghề, chưa chắc có được cương vị tốt, cơ hội tốt giống như anh. Phải. Họ đối với tôi rất tốt. Tôi không đưa ra yêu cầu gì hết. Tôi chỉ nói là muốn làm một đội viên đặc cảnh bình thường. Nhưng bây giờ họ đã cho tôi làm đại đội trưởng. Phải. Tuy chức vụ này do cục trưởng tuyên bố bằng miệng, nhưng mà tôi biết đã bắt đầu làm thủ tục. Quan trọng là thành ý này khiến tôi cảm thấy rất cảm động. Ông Nghị, Tôi chỉ đặt một giả thiết. Nếu 2 tháng trước tôi đưa ra yêu cầu như vậy với anh đồng ý chứ? Sẽ đồng ý. Nói như vậy, anh bằng lòng đến lữ đoàn chúng tôi à? Đương nhiên là bằng. Vậy có phải bây giờ anh hơi hối hận rồi không? Tôi không hối hận. Bởi vì tôi không muốn sống tạm bợ nữa. Không bằng lòng cởi quân trang vào lúc này. Đây là sự thật. Nhưng mà tôi càng không muốn suốt ngày vô công đổi nghề, mặc bộ quân trang giả vờ tự hào. Bây giờ có cơ hội làm mấy việc có giá trị, tôi cảm thấy không có gì phải hối hận. Thật ra tôi rất ủng hộ, rất đồng ý việc cải cách quân đội. Tôi cũng nhìn thấy sự thay đổi.
Lần này quân quỷ giám dùng dao bắt hổ trong quân đội, loại bỏ từng thành phần hủ bại, vạch trần giữa ban ngày ban mặt. Đây là chuyện rất hợp lòng người. Tôi biết trong quân đội có rất nhiều quân nhân như tôi, họ không muốn rời khỏi bộ đội trong tình thế tốt như vậy. Nhưng vì điều chỉnh biên chế, không thể không đi. Quân đội chúng ta, lữ đoàn chúng ta có thể giữ chúng ta lại, khi ấy tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ít ra thì đã may mắn hơn so với những chiến hữu có tài tình, có hoài bão, nhưng vì đủ các nguyên nhân không thể không rời khỏi bộ đội. Bởi vì tôi vẫn còn cơ hội, bỏ trí tuệ, bỏ nhiệt huyết vào công việc mà tôi yêu thích. Nhưng mà cái gì? Tôi lại rất không may mắn. Sao lại không may mắn? Tính tình của tôi không tốt. Tính tình không tốt đâu phải chuyện không may. Tính tình không tốt có thể thay đổi. Điều không may mà tôi nói là tôi không sửa được. Có phải anh có ý kiến với bố trí trong lữ đoàn của các anh không, mà đề nghị của anh lại không được nhìn nhận và ủng hộ? Cũng có nguyên nhân về mặt này. Anh nghĩ đến một nơi có thể phát huy tốt hơn tính năng động chủ quan của anh, có thể có được cơ hội thể hiện giá trị bản thân. Đúng. Giống như hôm nay, tôi có thể đích thân cứu một cặp mẹ con. Tôi cảm thấy lựa chọn này của tôi cũng đáng. Vậy anh có thể cho tôi một lời hứa không? Anh muốn hứa cái gì? Ví dụ nhập ngũ lần hai. Thả người là không thể nào rồi. Lần này cậu đến tìm cậu ta là vì chuyện này à? Thật ra nửa năm trước chúng tôi đã định điều Hồng Nghị đi, chỉ là trình tự hơi phức tạp nên chậm trễ. Nhưng chúng tôi đã đi vào trình tự rồi. Lữ trưởng Hàn, hẳn là cậu biết chúng tôi điều Hồng Nghị không phải là chuyện đơn giản. Đây không phải tuyển dụng bình thường, càng không phải nghiên cứu sinh thạc sĩ bình thường. Đây là thu hút nhân tài đặc biệt, là mời nhân vật lớn. Trên trên dưới dưới chỗ chúng tôi đều làm rất nhiều công việc. Lữ trưởng Hàn, cậu biết chuyện này phải không? Chuyện này tôi biết rất rõ. Nhân tài là mục tiêu nóng nhất trong cạnh tranh. Tôi đang phụ trách công việc về mặt này. Tôi đến cũng là để triển khai cạnh tranh với anh. Không ngờ Lữ trưởng Hàn thẳng thắn như vậy. Bộ đội các cậu nhân tài nườm nượp, đâu thể thiếu một người. Sao cứ phải cạnh tranh với chúng tôi thế? Chủ nhiệm Lý, tôi rất hiểu những gì anh nói. Nhưng mà lục quân chiến khu chúng tôi chuyên nghiệp quá kiến thiết của Lam quân, cần nhân tài như Hồng Nghị. Đương nhiên Hồng Nghị có thể ở chỗ các anh cũng là một lựa chọn vô cùng tốt. Đã vào vấn đề rồi có phải không? Về một ý nghĩa nào đó mà nói thì Hồng Nghị không hề rời khỏi bộ đội. Chuyện này, nhưng mà chúng tôi đã cho Hồng Nghị nhậm chức. Hồng Nghị đã đến chỗ chúng tôi làm việc, hơn nữa còn làm rất tốt. Lữ trưởng Hàn, cậu chủ nhiệm Lý, như vậy đi, tôi về bộ công tác chính trị lục quân chiến khu tìm hiểu tình hình. Nếu hồ sơ của Hồng Nghị đã đến văn phòng chuyển quân của địa phương thì chuyện này cứ bỏ đi. Nếu vẫn chưa ra, tôi vẫn mong Hồng Nghị tiếp tục làm ở chỗ chúng tôi. Tôi chỉ đến chào hỏi anh. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lữ trưởng Hàn, cuối cùng chuyện này vẫn phải xem ý kiến của Hồng Nghị. Các anh tốt với Hồng Nghị như vậy, Hồng Nghị cũng rất cảm động. Phải. Chúng tôi vừa biết cậu ấy chuyển việc, chúng tôi cũng rất kinh ngạc. Mấy năm trước tôi đã tìm cậu ấy, nói với cậu ấy là khi chuyển việc tốt nhất là chuyển đến chỗ của tôi. Nhưng mà cậu ấy không đồng ý. Bây giờ khó khăn lắm cậu ấy mới quyết định. Các cậu lại không muốn thả cậu ấy đi. Lần này để cậu ấy nhậm chức đại đội trưởng là quyết định lâm thời sau khi chúng tôi đã nghiên cứu. Một là sợ Hồng Nghị sẽ hối hận, hai là cũng là thái độ của chúng tôi đối với cậu ấy. Cậu nói xem, Hồng Nghị đến chỗ chúng tôi, đương nhiên tôi phải cho cậu ấy căn nhà tốt nhất, giải quyết vấn đề công việc giúp vợ cậu ấy. Ai trân trọng cậu ấy nhất? Tôi nghĩ trong lòng Hồng Nghị biết rõ hơn hết. Cảm ơn sự ủng hộ chủ nhiệm Lý dành cho chúng tôi. Cũng cảm ơn sự quan tâm đối với Hồng Nghị. Có một điểm độ cao của chúng ta giống nhau. Độ cao giống nhau ở phương diện cạnh tranh nhân tài. Cạnh tranh nhân tài, không phải chúng ta đều muốn thu hút nhân tài hay sao? Đúng, đương nhiên. Tôi có tự tin thành ý của chúng tôi chắc chắn giữ được Hồng Nghị. Tôi cũng tự tin sự nghiệp của chúng tôi càng thu hút anh ấy hơn. Thank you.
Hồng Nghị, Hồng Nghị, sao vậy? Hồng Nghị à, Hồng Nghị, anh nghĩ xem, cục trưởng công an và chính quỷ tốt với anh biết bao, đãi ngộ dành cho chúng ta đã hơn cả cán bộ chính thức. Anh nói xem, anh còn muốn gì nữa? Được rồi, đừng nói nữa. Đến lúc quan trọng như vậy, em có thể không nói được à? Em biết, anh không muốn bỏ nghề lính đặc chủng. Anh vẫn còn rất nhiều mong muốn chưa được thực hiện. Đúng không? Nhưng mà sao anh không nghĩ xem, trong lúc anh thực hiện hoài bão của anh, liệu có ảnh hưởng đến sự tiến bộ hoặc thăng tiến của người khác không? Có khiến người khác đố kỵ không? Thậm chí sự tồn tại của anh, liệu có phải sự uy hiếp hay không? Nói lung tung cái gì vậy? Đừng nói bộ đội đen tối như vậy. Nói các chiến hữu của anh vô tình vô nghĩa. Được rồi, em không nói nữa. Dù thế nào thì cũng phải ăn chút cơm chứ. Chúng ta đi ăn cơm trước. Đi thôi. Đi thôi. Đừng nhăn nhó nữa. Gọi bố đi. Gọi đi. Gọi bố đi. Gọi bố đi. Con khóc rồi mà anh còn đứng đây cười được à? Nào nào nào, đâu có khóc. Đây không phải là đang cười à? Anh xem, khóc với cười anh cũng không phân biệt được. Còn đòi lên chức cái gì nữa? Nào nào nào, để mẹ bế. Qua đây, mẹ bế. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Đến đây. Chính quỷ, mời vào trong. Được, mời vào trong. Đến rồi à? Đây là bà nhà tôi, mua ở trên mạng, vừa rẻ vừa đẹp, em xem thử đi. Anh về cảm ơn chị dâu giúp em nha. Anh xem, mua nhiều như vậy. Nào nào nào, tôi hôn một cái. Đây, để em bế. Đừng đừng đừng, anh bế thêm một lúc. Các anh bàn công việc đi. Qua đây. Được rồi con yêu, mẹ bế nào. Nhẹ thôi nhẹ thôi. Tôi muốn bế thêm một lúc cũng không cho. Đã tè ra quần rồi, anh cũng không biết à? Mau đi thay đi. Nào nào nào, ngồi ngồi ngồi. Sao vậy? Bảo sao cứ cảm thấy nóng. Ngửi đi. Thì ra là theo gió hòa vào trong đêm tối, tưới mát muôn vật chẳng nói chi. Không, phải là gió xuân mát rượi phóng ngựa bay, một ngày ngắm trọn qua thành Trường An. Lão chữ, vẫn chưa nói bao giờ đi nhậm chức à? Vẫn chưa. Hôm nay xem như nói chuyện chính thức. Trước khi lữ trưởng mới nhậm chức, tôi vẫn chưa đi được. Tôi cũng không thể đi. Vậy đưa tiễn và tạm biệt cũng phải sắp xếp một chút chứ. Bây giờ chuyện này vẫn chưa thể loan ra trong lữ đoàn. Tại sao? Khiêm tốn vẫn hơn. Khiêm tốn. Nói thật thì cảm ơn. Bao năm nay ở lữ đoàn đã cho tôi ấn tượng quá sâu, cảm xúc quá nhiều. Bây giờ lại đến cải cách quân đội. Nghĩ đến những mưa gió đã trải qua, bước nào cũng như bước trên băng mỏng. Tiểu Thôn, có chuyện à? Có chút chuyện nhỏ. Chuyện gì vậy? Không phải tôi vẫn chưa đi à? Chỉ cần có thể làm được, tôi sẽ ra mặt. Với lại tôi cũng đâu rời khỏi tập đoàn quân chúng ta. Hơn nữa sau này vẫn sẽ chia sẻ huấn luyện và tác chiến. Việc của lữ đoàn 909 không phải việc của tôi sao? Anh biết không, thời gian này Đồng Phi và Hàng Bằng đã đến Trình Hải. Tôi biết.
Anh biết à? Đừng quên, hành tung của Hàn Bằng luôn ở trong kho tin tức của chúng ta. Chỉ cần anh ta đến khu phòng vệ của lữ đoàn 909, về căn bản chúng ta đều có thể theo dõi. Phải, nếu thiết bị này được dùng từ sớm, lần trước chúng ta cũng không tới nỗi thảm như vậy. Anh có biết họ đến làm gì không? Không rõ. Chuyện không liên quan tới diễn tập, tôi không bao giờ hỏi. Họ muốn điều Hồng Nghị đến lữ đoàn Sơn Báo. Không phải Hồng Nghị đã đến cục công an thành phố rồi à? Đương nhiên là cục công an thành phố rất chào đón cậu ấy. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy chúng ta rời khỏi cậu ấy thì tổn thất của chúng ta quá lớn. Cậu ấy quay lại cũng không có khả năng lắm.